Bustling xin chào các bạn. Ngày hôm nay Bustling sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn một món thức uống của The Coffee House. Đó là món Loti ô long nướng kem dừa. Các bạn cùng mình thực hiện món thức uống này nhé. Món thức uống này là sự kết hợp giữa vị kem dừa béo béo, vị ô long nướng đặc trưng kết hợp cùng vị sữa dừa dịu ngọt, ăn kèm một chút thịt ô long đắng đắng, thơm thơm vị của trà ô long. Để thực hiện món này, đầu tiên các bạn cùng mình thực hiện cái phần kem dừa trước nhé. Đầu tiên thì mình sẽ đi làm cái phần kem dừa trước. Ở đây thì mình có chuẩn bị 200ml kem dừa iHot, thì các bạn có thể sử dụng là kem Whipping hoặc là kem Topping Bay ha. Đặc trưng của cái phần kem iHot này là cái foam của nó khi gặp nhiệt độ phòng bên ngoài nó đông lại cứng hơn. Khi đó thì các bạn làm những cái lớp kem này thì không sợ là nó bị tan đi khi mà nhiệt độ phòng bên ngoài. Để tăng thêm độ béo cho món kem này và tạo độ sánh sạch hơn thì mình sẽ thêm vào đây một muỗng bột gấp bi. Dừa thì các bạn sử dụng cho mình là 50ml. Các bạn có thể sử dụng là nước cốt dừa lon. Các bạn lấy cho mình là 30ml sữa tươi. Sau khi mà chúng ta có được cái phần kem dừa như thế này, chúng ta sẽ để nó qua một bên và chúng ta tiếp tục ủ trà ô long. Thì ô long ở đây á, có hai dạng ô long, một là ô long nướng, hai là ô long phú quý. Thì các bạn có thể lựa chọn hai loại ô long này kết hợp với nhau để cho ra món thức uống này tăng thêm hương vị đậm đà, hoặc là sử dụng một trong hai. Thì mình sẽ chọn là ô long phú quý vì hương vị của nó sẽ đậm đà hơn một chút xíu. Trà ô long á, thông thường là mình sẽ ủ theo cách truyền thống, mình sẽ ủ khoảng 10 phút. Nhưng mà hôm nay là mình muốn tiết kiệm thời gian cho nên mình sẽ ủ bằng chiếc máy pha trà đa năng này. Các bạn lấy cho mình là 12g trà ô long phú quý. Như thường lệ là chúng ta trước khi ủ trà chúng ta phải rửa trà nhanh qua nước sôi. Bây giờ mình sẽ lấy nước sôi. Công đoạn rửa trà này sẽ giúp lá trà của các bạn nở đều và tỏ ra hương thơm cao hơn. Và tiếp tục chúng ta sẽ cho vào đây là 140ml nước sôi 90 độ C. Các bạn thấy đối với chiếc máy này thì nó sẽ có nhiều chế độ khác nhau. Thì ủ trà ô long và đặc biệt là ô long đen thì mình sẽ điều chỉnh nút ở vị trí số 3. Đối với trà ô long đen thì chúng ta sẽ bật hai lần, tức là sau khi chúng ta bật lần thứ nhất, chúng ta bật thêm một lần nữa. Bột sữa thì chúng ta sẽ lấy là 25g. Chúng ta sẽ hòa tan bột sữa, nước cốt dừa và trà với nhau. Trà của chúng ta đang nóng, chúng ta sẽ cho vào đây một ít đá viên để làm nguội trà nhanh nhé. Công đoạn này sẽ giúp cho trà của bạn nhanh nguội. Khi đó các bạn cho nước đá trực tiếp vào làm cho nước đá chúng ta không bị tan và không bị lỏng đi. Độ ngọt của trà sữa thì chúng ta có thể cho khoảng từ 20 đến 25 đường. Thì ở đây mình sẽ sử dụng đường nước là 25. Ngoài hương vị đậm đà của trà ô long nướng, vị béo béo của sữa dừa thì món thức uống này còn có một điểm đặc biệt, đó là sự kết hợp giữa cái lớp kem dừa bên trên và một loại thạch, đó là thạch ô long. Thạch ô long này là được làm từ rau câu, rêu ly và trà ô long. Ở đây mình có chuẩn bị trước một phần thạch ô long. Chúng ta sẽ cho vào ly ha. Bây giờ chúng ta sẽ gót phần ô long nướng sữa dừa vào. Thêm kem dừa lên mặt ly ha. Đây là bánh quy phô mai ha, mình đã làm nhuyễn. Bây giờ mình sẽ cho lên mặt ăn kèm. Kem dừa mềm mịn, thơm vị dừa nhẹ nhàng kết hợp cùng bánh phô mai tan chảy trong miệng, cảm giác rất là lôi cuốn và cuốn vị. Vị của trà thơm nồng đượm, vị của dừa thon thoảng béo béo nhẹ nhàng, cả hai kết hợp với nhau tạo nên một tổng thể vô cùng ngon và lạ miệng. Khi chúng ta uống trực tiếp bằng ống hút, chúng ta sẽ cảm nhận hết được hương vị của trà sữa, nhưng khi chúng ta uống trực tiếp
bằng miệng ly để chúng ta cảm nhận được hương vị của trà sữa và cảm nhận luôn hương vị của cái phần kem dừa bên trên, nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Qua video này, bác Sành Linh muốn chia sẻ đến các bạn những công thức hữu ích, những công thức hay của những món thức uống đang hot nhất hiện nay. Các bạn hãy xem hết video và để lại những comment bên dưới video nhé. Bác Sành Linh sẽ giải đáp những thắc mắc của các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.